Tập 30. Sao cô biết tôi hại người mà không được lợi gì? Cô không muốn biết tại sao tôi ghét cô tới như vậy hay sao? Cô nói đúng. Cô là người mới, tôi là siêu sao. Cho dù cô có 100 cái cặp đôi Lâm Quỳnh thì cũng không thể cùng đẳng cấp với tôi được đâu. Trong chiến trường showbiz này, với cá tính của cô, chưa học được cách chơi ra sao thì đã bị ăn thịt rồi. Được rồi, nói cho tôi nghe đi. Tại sao cô lại ghét tôi tới mức như vậy? Cô không tự đoán thử coi sao? Là phụ nữ, trừ những thứ phải tranh giành như tiền bạc quyền lợi ra thì tất nhiên là tình yêu của đàn ông rồi. Thật ra cô cũng đoán đúng rồi đó, chỉ là cô không dám nói ra thôi, và cũng không dám tin, đúng không? Cô đã thấy chưa hả? Trời ơi, bộ váy này đẹp quá đi mất. Đẹp lắm đó. Anh làm cho đại minh tinh nào vậy hả? Cho em đó. Ý anh là sao? Em lấy ở đâu ra? Em đang hỏi anh. Chắc cô cũng nhận ra cái này không phải là mới xăm chứ. Là cô sao? Đúng vậy, là tôi. Nhưng tôi cũng rất là kinh ngạc. Sao cô ở bên Diệp Sâm lâu như vậy mà anh ấy không nói gì với cô? Thật ra tên tiếng Anh của tôi là Narcissa, bắt nguồn từ truyền thuyết thiếu niên hoa thủy tiên trong thần thoại Hy Lạp. Hình xăm này cũng được thiết kế dựa trên hình dáng hoa thủy tiên, cộng thêm hai ký tự N và V. N là tôi, V là Viseto, là tên tiếng Anh của Diệp Sâm. Đây là tượng trưng cho tình yêu của hai chúng tôi. Còn cô chắc cũng tự hiểu thân phận của mình là gì. Chỉ là thế thân của tôi mà thôi, một cái bóng trong tình yêu. Cũng có thể là một bạn chung giường không cần tiền. Cô, anh Diệp, tôi biết quá khứ của anh ấy, nhưng mà quá khứ thì cũng đã là quá khứ rồi mà. Vậy sao? Vậy có muốn thấy hình anh ấy gửi cho tôi mấy hôm trước không? Chính là tấm hình tôi cho cô xem. Rõ ràng là anh ấy đã xé đi rồi, nhưng lại dán lại như cũ. Cô nói coi như vậy là sao? Những điều này không có quan trọng gì hết. Điều quan trọng bây giờ, tôi mới là bạn gái công khai của anh Diệp. Anh ấy công khai thừa nhận cho nên cô đắc ý lắm chứ gì. Sao cô không thử nghĩ kỹ xem, với tính cách của Diệp Sâm, sao lại có thể làm chuyện không giống như anh ấy như vậy? Vì anh ấy yêu cô tới mức bỏ mặc bản ngã của mình sao? Hay là vì trong thâm tâm anh ấy vẫn chưa chắc chắn, cho nên anh ấy mới dùng cách này để luôn nhắc nhở mình. Anh ấy là bạn trai của cô, anh ấy phải chịu trách nhiệm với cô. Anh ấy đã nói là anh yêu em với cô chưa? Chưa, đúng không? Anh ấy chỉ dám nói anh ấy là bạn trai của cô thôi. Thật ra tôi cũng không có để bụng đâu. Diệp Sâm lên được vị trí ngày hôm nay, bên cạnh anh ấy không bao giờ thiếu phụ nữ. Chẳng qua hôm nay là cô, ngày mai là người khác. Thật ra bên cạnh anh ấy là ai không hề quan trọng. Chỉ cần trái tim vẫn nằm trong bàn tay của tôi là được. Nếu như mà anh Diệp biết cô là loại người phụ nữ như vậy, Trình Ngữ Nhu, cô thấy anh ấy sẽ còn để ý tới cô sao? Vậy thì cô cứ đi nói với anh ấy đi. Đi luôn bây giờ đi. Nói với anh ấy tôi là người phụ nữ độc ác tới nhường nào. Chắc chắn anh ấy sẽ tới tìm tôi, giống lần trước vậy. Rồi sau đó thì sao?
Thật ra người như Diệp Sâm giống như một cái ổ khóa vậy. Còn tôi là chìa khóa duy nhất có thể mở cái ổ khóa đó. Chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, anh ấy sẽ không bao giờ đi đâu được hết. Tất nhiên cô là người có thể ở bên cạnh anh ấy, vì đó là cơ hội tôi cho cô. Nhưng chỉ cần tôi ngoắt tay thì anh ấy sẽ trở về bên tôi bất cứ lúc nào. Cô khóc sai chỗ rồi. Nhưng cho dù cô có khóc trước mặt Diệp Sâm cũng vô ích thôi. Cô có muốn biết vì sao anh ấy không quên được tôi không? Không phải vì hình xăm, vì mật khẩu nhà hay đồ đặt ở trong bếp, mà vì tôi là tình đầu của anh ấy. Hơn nữa tôi đã làm anh ấy tổn thương sâu sắc. Anh ấy đã phải chịu nỗi đau đớn mà tôi gây ra. Không thể vượt qua được cảm giác thất bại, vết thương không thể lành khiến cho anh ấy không thể nào yêu được người khác. Trịnh Ngữ Nhu, cô đúng là người biến thái. Đúng vậy, mọi người đều nói khi phụ nữ lấn sâu vào đấu tranh, tranh giành gì thì không quan trọng, quan trọng là thắng thua. Thật ra với tôi mà nói, thắng cô không có cảm giác gì hết. Nhưng trong tình cảm giữa tôi và Diệp Sâm, tôi mãi mãi là người phải chiến thắng. Tôi quên nói với cô điều này. Giáng sinh vui vẻ nha. Tô Tranh. Nè, cô đi đâu vậy? Em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Em làm sao vậy? Sao anh không nói cho em biết? Người mà anh yêu thương sâu sắc là Trịnh Ngữ Nhu. Cô ấy nói cho em biết sao? Dù đó có là gì thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Là mà. Chuyện trong quá khứ thật sao? Nếu là chuyện trong quá khứ rồi tại sao không cho em biết? Anh có biết chính vì anh không nói khi em phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay hay không? Anh vốn muốn nói cho em biết. Nếu đã muốn nói cho em biết rồi tại sao không nói? Là bởi vì anh không thể quên được cổ sao? Không phải như em nghĩ không đâu. Không phải như em nghĩ thì là sao đi? Sao anh còn dán anh lại người của ta làm gì? Em thấy rồi sao? Đúng, em đã nhìn thấy. Em không nói ra là bởi vì em mong mình có thể rộng lượng với anh một chút. Nhưng mà chiếc dầm đó cứ luôn đâm vào tim em. Em nói nhiều chuyện với cô ấy như vậy, không sợ cô ấy sẽ nói lại với Diệp Sâm sao? Thật ra không có người phụ nữ nào có thể nắm giữ người đàn ông trong lòng bàn tay của mình hết. Vậy mà em còn làm người, dù có thua cũng phải chờ như mình đã thắng. Đặc biệt là loại người như chúng ta. Có lẽ tôi không nắm chắc được Diệp Sâm, nhưng tôi có thể nắm bắt được Tô Tranh. Bằng kinh nghiệm của tôi,
thì phụ nữ đều như vậy hết. Anh nói thẳng cho em biết đi, giữa em và cô Trình Ngữ Nhu đó, anh yêu thương ai hơn? Tại sao em phải so sánh với cô ấy? Em không so sánh với cô ấy, em sẽ hỏi cách khác. Anh có yêu em không? Anh Diệp có yêu thương em không? Anh không muốn gặp em đâu Tô Trinh. Thực ra trong lòng anh luôn có một vết thương, một vết thương rất sâu. Vậy cho nên mấy năm nay anh chưa từng được hạnh phúc. Cái vẫy đó, cả hoa văn trên đó nữa, tất cả những thứ đó đều là một vết dao đâm rất sâu vào vết thương của anh. Nó giống như một chiếc lồng, anh dù cố gắng ra sao cũng không thể nào thoát khỏi chiếc lồng đó. Mãi cho đến khi anh gặp được em, dần dần anh mới phát hiện có lẽ em chính là người sẽ chữa vết thương lòng cho anh. Anh muốn cho mình một cơ hội. Anh đã rất cố gắng Tô Tranh à. Anh muốn mình phải thoát ra khỏi chiếc lồng đó. Nhưng anh như vậy cũng phải là quá ích kỷ rồi không? Có lẽ loại người như anh đáng bị giày vò tới suốt đời, bị giày vò cho tới lúc chết. Anh Diệp, anh không hề ích kỷ. Những người trách móc anh, nói rằng anh ích kỷ, thực ra họ mới thực sự là người ích kỷ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nói với em nhiều lời như vậy, để cho em được nghe tiếng lòng của anh. Em vẫn như những gì ban đầu em từng nói, em thích anh. Đó là chuyện riêng của em, không liên quan gì tới anh. Em cũng sẽ không hối hận, cho nên anh cũng không cần phải tự trách bản thân. Có lẽ do tình cảm của hai chúng ta từ đầu vốn dĩ đã là sai lầm, nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Những tháng ngày tiếp theo, em cũng muốn hai chúng ta tiếp tục làm phiền đối phương làm gì. Quan hệ giữa hai chúng ta đến đây là kết thúc được rồi. Cô gái như Tô Tranh thì cần một tình cảm thuần túy 100% từ một người đàn ông, cho nên định sẵn cô ấy đã thua tôi. Hiện giờ trong tim của Diệp Sâm còn có tôi, nhưng không biết tới khi nào sẽ không còn nữa. Tô Tranh còn quá trẻ, trải đời còn quá ít, mong muốn lại quá nhiều. Cô ấy đã không thể chờ đợi đến ngày đó. Cô ấy không giống tôi, cho dù trái tim bị đâm muôn ngàn chết cũng có thể mỉm cười được. Em đi trước đi nha. Giáng sinh an lành.
Giáng sinh an lành. Anh mà là Diệp Sâm, bây giờ chắc đang đuổi theo Tô Tranh dỗ dành cô ấy. Anh không phải là Diệp Sâm. Diệp Sâm chỉ biết nói sự thật mà thôi. Giáng sinh sắp tới rồi, em có muốn quà Giáng sinh gì không? Em nói rồi, anh có làm được không? Chi bằng cứ nói ra thử đi. Anh giả là ông già Noel đi nha, được không vậy? Có lựa chọn khác không? Anh vừa mới nói được rồi mà. Anh, buổi diễn sắp bắt đầu rồi, anh mau dẫn Tranh Tử đến đây đi. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Em không mở ra xem là gì à? À, về nhà em xem. À, nhìn em hôm nay có vẻ rất là mệt mỏi. Có quàng thâm luôn rồi kìa. À, không phải em mới từ Mỹ về sao? Gần đây sức khỏe ba không được tốt. À, em nói sớm là được rồi. Anh cũng vừa từ Nhật về, gần đây anh rất bận rộn. Nếu như sớm biết như vậy thì anh đã hẹn em ở sân bay rồi, cũng chẳng phải mệt mỏi như vậy. Đúng vậy, gặp ở sân bay là được rồi, cần gì phải phiền phức. Hơn nữa chúng ta không phải là tín đồ Thiên Chúa, đón Giáng sinh làm gì. Anh thấy em nói câu này không đúng đó nha. À, anh nghe nói gần đây có một người đàn ông hay tặng quà cho em có phải không? Không phải như anh nghĩ đâu. À, không cần giải thích, anh không để ý đâu, anh chấp nhận được mà. Tại sao chứ? Chuyện này bình thường thôi, được tặng quà chứng minh là em có sức hút. Còn chuyện em không muốn nghe anh giải thích cũng chẳng có ý khác gì, là vì anh luôn tin tưởng em 100%. Ghen tuông là minh chứng tốt nhất trong tình yêu. Anh tin em như vậy sẽ khiến em nghĩ rằng anh vốn không hề quan tâm đến em. Thôi được rồi, vậy thì em nói đi ha. Nói anh nghe thử. Không có gì, chuyện đã qua rồi. À, xin lỗi, anh nghe điện thoại đã. À, David à. À, à không sao, không sao, không sao. Cục cưng à, Giáng sinh vui vẻ nha. Chỉ nhìn thấy bộ mặt xinh đẹp của tôi thôi. Tặng chết cô, tặng cho cô chết. Đồ xấu xa mặt vậy. Tặng cho cô chết. Số hóa được phong sư chiến đàn điện. 寂静的情绪轻省略，你又不是个演员，别设计那些情节，每一件我
只想看看你怎么演，你难过的太表面，像没天赋的演员，观众一眼能看见。该配合你演出的我掩饰而不见，在第一个最爱你的人即兴表演，什么时候我们开始收起了底线，顺应时代的改变，看那些拙劣的表演，可你曾经那么爱我，干嘛演出细节，我该变成什么样子才能延缓厌倦，原来当爱放下防备后的这些那些才是考验。没意见，你想怎样我都随便，你演技也有限，又不用说感言，分开就平淡些，该配合你演出的我掩饰而不见，别逼一个最爱你的人即兴表演，什么时候我们开始没有了底线，顺着别人的谎言被动就不显得可怜，可你曾经那么爱我，干嘛演出细节，我该变成什么样子才能配合出演，原来当爱放下防备后的这些那些都有个期限，即使台下的观众就我一个，出你有点不舍，场景也习惯我们来回拉扯，还计较着什么，其实说分不开的也不见得，其实感情最怕的就是拖着，越演到中场戏越哭不出了，是否还值得，该配合你演出的我尽力在表演，像情感节目里的嘉宾任人挑选，如果还能看出我有爱你的那面，请剪掉那些情节让我看上去体面，可你曾经那么爱我，干嘛演出戏，alo, chị Lan Vy. Chị biết rồi. Em tới biệt thự Tránh trước đi. Chị cho địa chỉ và mật khẩu mở cửa. Là David, một đại cổ đông của công ty anh. Anh đã nói là đi chơi Giáng sinh, không giải quyết chuyện công ty nữa mà anh đã nhân gọi. Chúng ta có cần gọi thêm một chai rượu vang uống không? Giang Thiếu Khôn, chúng ta chia tay đi. Chúng ta? Em nói lung tung cái gì vậy? Cuộc sống ngắn ngủi lắm, anh không thấy quan hệ của chúng ta chẳng ra sao hết hả? Sao cứ phải dây dưa mãi như vậy? Nếu đã như vậy rồi, tại sao em không nói với ba mẹ anh sớm hơn đi? Trước đây em còn trẻ, em còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Rõ ràng biết giờ chúng ta có vấn đề, nhưng luôn cảm thấy ngày mai sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà anh thấy rằng chúng ta không có vấn đề gì hết. Hai chúng ta môn đăng hộ đối, tình cảm cũng rất tốt. Tình cảm giữa chúng ta tốt thật sao? Nếu chúng ta thật sự hợp nhau đến như vậy, tại sao còn chưa kết hôn?
Nói đi nói lại thì em cũng muốn ép hôn chứ gì. Vậy sao không nói sớm hơn? Nói chia tay làm cái gì? Em không muốn ăn nữa, anh cứ từ từ thưởng thức đi. Vivi, Vivi, em điên rồi sao? Pháo hoa kìa. Đẹp quá. Đẹp quá. Anh yêu em. Em cũng vậy. Đáng yêu quá hả? Đẹp quá. Pháo hoa, có nhận pháo hoa đẹp thiệt nha. Em sắp đến rồi, nhưng mà nơi này tối quá, cũng không có ai hết. Có khi nào em đi nhầm chỗ rồi không? Hả? Cửa nào à? Được, em biết rồi. Được rồi chị Lan Vi, yên tâm đi nha, em đến nơi rồi. Không hổ là hai chị em, đến sở thích cũng giống nhau tới như vậy. Mày nhìn tao làm gì? Nghiêm túc như vậy
mặt lạnh lùng như vậy? Mày tưởng mày là anh Diệp sao? Mày nhìn tao như vậy, có phải là đang cười nhạo tao không? Mày cũng nghĩ tao thích anh ấy, lại tao rất mê trai, đúng không? Nếu mà tao mê trai thì tao đã thích Ngôn Sở Phi rồi. Ngôn Sở Phi đẹp trai biết bao nhiêu, sao phải thích Diệp Sâm làm gì? Cô có phải là bị mù không chị? Diệp Sâm, Ngôn Sở Phi gì chứ? Đoàn Thừa Hiên mới chính là mỹ nam số 1. Anh Diệp, em biết là ở trong lòng của anh có người khác, chuyện này em vốn luôn biết. Nhưng mà từ lâu em đã nói với anh, em thích anh. Em thích anh đó là chuyện riêng của em, không liên quan gì tới anh, cũng không liên quan gì tới bất cứ ai hết. Anh đừng có buồn, cũng đừng có tự trách mình, bởi vì em không yêu cầu bất cứ một sự đáp trả nào. Em thật sự không cần đáp trả gì hết. Nhưng mà em không cần đáp trả, tại sao em lại không hề cảm thấy vui chút nào? Tại sao em lại buồn tới mức này chứ? Tụi Tranh, mày phải mạnh mẽ lên. Mày phải thật mạnh mẽ lên. Mày nhất định phải mạnh mẽ lên. Không sao đâu, sẽ không sao hết. Mày nhất định sẽ mạnh mẽ mà. Tụi Tranh, mày sẽ làm được. Mày sẽ mạnh mẽ được. Nhất định, nhất định là mày phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Mày nhất định sẽ mạnh mẽ được. Ai đó? Ai vậy? Là ai vậy? Ai ngoài đó? Ra đây! Ai vậy? Giáng sinh vui vẻ! Đánh chết nè! Giáng sinh con khỉ khô! Đánh chết nè! Đánh chết! Đánh chết! Đánh chết! Tôi là Đoàn Thừa Hiên đấy mà. Đó, khuôn mặt đẹp trai của tôi thiếu chút nữa thì bị cô hủy hoại rồi. Đáng đời anh, hôm nay là lễ Giáng sinh mà, đâu phải Halloween đâu. Ai kêu anh dọa tôi làm gì? Cô cũng biết là lễ Giáng sinh hả? Cô không đón Giáng sinh cùng với Diệp Sâm mà chạy tới nhà tôi làm gì? Vừa bước vào đã thấy người trong nhà. Tôi còn chưa đánh kẻ trộm tùy tiện vào nhà người khác là cô đó. Đừng có nhắc tới hai từ đó trước mặt tôi. Diệp Sâm hả? Hai người cãi nhau hay là chia tay rồi? Tôi không nói tới tên anh ấy. Ý tôi là đừng nhắc tới từ kẻ trộm với tôi. Tôi đâu có trộm cái gì của anh bao giờ. Xin lỗi nha. Thần kỳ thiệt ha. Anh mà biết nói từ xin lỗi luôn hả? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà chị Lăng Vi làm gì? Đây là nhà của tôi, không phải nhà của chị tôi. 1402, nhà chị tôi ở bên cạnh mà. Không phải vậy chứ. Vậy sao mật khẩu nhà chị Lăng Vi đưa cho tôi lại mở được cửa nhà của anh? Chị tôi lúc trước ở nước ngoài, hai căn biệt thự đều do tôi trông coi. Vì vậy tôi dùng mật khẩu giống nhau không được so. Vậy được rồi, tôi qua nhà bên cạnh tôi ở. Đó, cô vẫn chưa nói vì sao Giáng sinh lại bỏ rơi Diệp Sâm. Sao vậy? Diệp Sâm không muốn ở bên cô hả? Không có liên quan tới anh nghe chưa? Sao lại không liên quan chứ? Tôi là sếp của cô là nghệ sĩ của công ty. Cô đừng có quên là
Giờ tin xấu của tràn ngập khắp nơi, phá hoại danh tiếng của công ty, tôi còn chưa tính sổ với cô. Nói gì mà muốn làm diễn viên giỏi, cuối cùng không phải là lợi dụng đàn ông để leo cao hay sao? Chỉ có chị tôi cưng chiều cô thôi. Chắc chắn cô bị anti-fan chặn, không còn chỗ ở. Bây giờ Diệp Sâm đá cô, nên cô mới cầu xin chị tôi cho tới đây chứ gì. Phải, những gì bà nói đều đúng hết. Tôi làm việc nghiêm túc, tất cả mọi người đều anti tôi. Tôi cố gắng đóng phim, tất cả mọi người đều ghét tôi. Tôi thích Diệp Sâm, Diệp Sâm thích Trình Ngữ Nhu. Tôi muốn tìm một nơi để trốn nhưng gặp một tên thần kinh như anh. Anh vui chưa? Anh mừng chưa? Thỏa mãn chưa? Tôi cực kỳ thỏa mãn. Tôi rất thỏa mãn. Đồ thần kinh. Hả? Nè, cô sao vậy? Cô không sao chứ? Nè. Anh đừng có chạm nữa. Không chạm. Tôi không chạm đâu. Mà cô đi đâu vậy? Tôi phải rời khỏi cái nhà này. Tôi phải tránh thật là xa cái tên biến thái giống như anh. Sao tôi lại biến thái được? Anh là đàn ông đó. Anh ở đây một mình mà còn có nhiều quần áo phụ nữ như vậy, buồn nôn lắm. Đại biến thái. Được, cô đi đi. Có giỏi cô hãy về nội thành đi. Tốt nhất là cô đừng ở nhà chị của tôi nữa. Cô nói tôi biến thái, nhưng rõ ràng trên người của cô đang mặc quần áo mà tôi mua cho chị tôi. Cởi ra đi. Anh yên tâm đi, sau khi về tới tôi sẽ cởi trả hết toàn bộ cho anh luôn. Còn bây giờ dù có bò tôi cũng phải bò về nhà. Biến thái mà. Được thôi. Cô mau đi đi. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cô. Đêm nay là lễ Giáng sinh đó. Ở đây trước sau đều không có thôn làng hay cửa tiệm nào tuyệt đối sẽ không có tài xế tới đón cô. Tuy nhiên thể lực của cô trước giờ rất tốt, đoạn đường mấy chục km cũng đâu có xa. Cô hãy bò về đi, mau biến đi. Không đi nữa. Bây giờ tôi đổi ý luôn rồi. Anh kêu tôi ở, tôi sẽ không ở. Anh nói tôi đi, tôi sẽ không thèm đi luôn. Nè, cô quên rồi sao? Tôi là một tên biến thái. Cô cười cái gì? Cười cái gì vậy? Tôi thích cười. Thì đã sao? Nè, tôi cược với cô, khi mà tôi ngủ dậy, cô chưa chắc đã leo lên được tầng 2. Cái tên biến thái này anh làm gì vậy hả? Cô im đi cho tôi. Sao ông cho ngủ trên giường? Tối nay cô cứ yên tâm mà ngủ nha. Tôi ngủ trong kia. Đương nhiên rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi khá là yên tâm.
gì so với đàn ông trên khắp thế gian này luôn. Chỉ có ở bên cạnh anh là tôi cảm thấy mình yên tâm nhất. Cô nghĩ thừa rồi đó. Cô không những xấu mặt mà dáng cũng rất tệ. Tự xem lại mình đi, có giống cái sân bay hay không? Tôi sẽ tơ tưởng như cô sao? Tệ tới vậy luôn đó hả? Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người tới với nội dung của tập 30. Trong tập này, Trình Ngữ Du cực kỳ nham hiểm, cố ý phơi ra hình xăm sau lưng rồi nói: nhìn đi, đây chính là bộ mặt thật của tôi. Tô Tranh nhìn thấy xong thì hoảng hồn nói: quá ra là chị đã từng làm bạn gái của Diệp Sâm sao? Sau khi nói với Diệp Sâm, hai người lập tức không từ bạc biệt. Tôi thấy như vậy là hợp lý. Bữa tiệc Giáng sinh mà Diệp Sâm chuẩn bị cũng không ai tới dự nữa. Biết sao được, đôi này cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bể khổ rồi. Đoạn tiếp theo miêu tả cảnh đêm Giáng sinh, tôi thấy đạo diễn đã làm rất tốt, quay được tâm trạng của từng người. Liễu Mộng Điềm đứng uống rượu với khách, Diệp Sâm buồn rầu một mình, cô Sở Phi bị một nhóm fan bao vây. Đoàn Lan Vy với Giang Thiếu Khôn cắt đứt mọi thứ, Tô Tranh bị dính mực phải ngồi ngoài đường. Trình Ngữ Nhu đón nhận tiếng vỗ tay của mọi người, chỉ có Đoàn Thừa Hiên chơi đùa với con nít trên đường, đúng là ngây thơ thiệt. Thông qua những cảnh phim này, tôi cảm nhận được con sóng trong lòng từng nhân vật, cảm nhận được niềm vui và sự đấu tranh của mỗi người. Quay lại với Tô Tranh nha, Tô Tranh bị người ta hất bực chắc chắn sẽ rất buồn. Sau đó cô ấy tới một biệt thự, cho nhìn lộ nên vô trúng biệt thự của Đoàn Thừa Hiên. Cuối cùng vẫn không nhận ra đây là biệt thự của Đoàn Thừa Hiên. Hay quá chị hai ơi, quần áo trong nhà, ở trong tủ, trên giá đều là đồ của đàn ông. Tôi nhìn một cái là biết liền. Vậy mà chị hai này không biết còn hồn nhiên tắm rửa, lại còn nói tôi nhìn lộn rồi, lừa ai vậy chị? Nhưng mà thời khắc đặc biệt đêm Giáng sinh như vậy mà hai người có thể ở bên nhau cả đêm, tôi cực kỳ thích đoạn này luôn đó nha. Không biết là diễn biến tập sau sẽ ra sao đây. Thật là mong đợi quá đi. Đêm Giáng sinh kết thúc, năm mới cũng sắp tới. Tôi nghĩ là năm này Tô Tranh chắc chắn sẽ tiếp tục tỏa sáng và liên tục thăng tiến nữa cho coi. Đoàn Lan Vy, Đoàn Thừa Hiên chắc chắn sẽ giúp đỡ cổ. Trình Ngữ Nhu nhất định sẽ trực tiếp tạo sức ép với Tô Tranh, hủy diệt quy phong của cô ấy, không để cô ấy bành trướng thêm. Còn Liễu Mộng Điềm làm việc xấu, ắt phải gặp quả báo thôi, chắc chắn sẽ bị xử lý, khỏi cần quan tâm tới. Tiếp theo hãy nói tới mặt tình cảm đi. Tình cảm của Diệp Sâm và Tô Tranh đã tan dở rồi, vậy tiếp theo chắc chắn sẽ yêu Đoàn Thừa Hiên thôi. Nhưng mà Đoàn Thừa Hiên cực kỳ dở ăn nói luôn. Các bạn coi cuối tập anh ta đã nói gì đi. Cô nghĩ tôi muốn làm chuyện phi thực tế với cô sao? Sao mà cứ phi phi vậy, nhớ ngôn sở phi hả? Rõ ràng là có vấn đề mà. Bởi vì Đoàn Thừa Hiên nhất định phải tăng cường thế tấn công của mình, không được du dực nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.